Cưới, chạy, bầu. Tác giả Trang Biêu Bị. Tập 5. Nghe đến đây, thật lòng tim của tôi như muốn nhảy giọt lên cổ. Tròn xe mắt, cố há miệng muốn nói chuyện, nhưng mà lắp bắp hoài, không có thể thành một câu hoàn chỉnh. Phải mất một phút sau tôi mới có thể kịp tiêu hóa lời Lâm vừa nói. Hít một hơi thật sâu, trả lời. Anh đang cầu hôn tôi đó hả? Ừ. Tôi chưa thấy ai cầu hôn giống như anh đó. Thì tôi khác người mà. Nhìn Lâm, ấm ức vì cái kiểu cầu hôn không có chút chân thành nào. Bực bội tôi đáp. Ra duyên tôi bận lắm, không có rảnh đâu. Lâm im lặng nhìn tôi một lát, dường như anh đã hiểu được tâm tư của tôi, nên một lúc sau anh nhẹ nhàng nói. Duyên à, tôi muốn cưới cô. Tôi muốn hai chúng ta cùng nhau chăm sóc nuôi nấng đứa con này. Mình kết hôn đi nghe. Nghe xong trái tim cũng tan chảy cả ra. Dù lời anh nói, tôi không biết bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng lúc này cũng muốn tin anh lắm. 26 tuổi rồi, sang năm là 27, cũng bước qua tuổi kim lâu. Hơn nữa, tôi lại đang mang thai con của anh. Tôi cũng muốn con mình được sinh ra trong tình yêu thương của cha và mẹ. Sau cùng, tôi gật đầu. Được rồi, anh về đi. Về cẩn thận đó, có gì nhắn tin cho tôi. Tôi về nói chuyện với ba mẹ, rồi sẽ thông báo ngày hai bên gia đình gặp nhau. Tôi biết. Sau khi Lâm đi, tự nhiên tôi lại thấy thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng. Không thể phủ nhận hai ngày có anh ở đây khiến tâm tình của tôi lúc nào cũng rất là vui vẻ và hạnh phúc. Chuyện tôi và Lâm sẽ kết hôn khiến cho tôi suy nghĩ hoài. Sau bao nhiêu lạnh lùng xa cách, cuối cùng chúng tôi lại đi đến kết hôn. Không bù cho lúc tôi và Việt. Sau bao nhiêu yêu thương và cuối cùng đường ai nấy đi. Thậm chí còn đến mức không có thể nhìn mặt nhau được nữa. Cuộc đời này, hai chữ duyên phận, nó kỳ lạ lắm. Nghĩ đến tương lai, tôi không biết mọi thứ sẽ ra sao. Nhưng hiện tại tôi đang cảm thấy hạnh phúc và nôn nao chưa từng có. Tâm trạng cứ lâng lâng, nuốt nước miếng một cái ực. Cảm thấy ngọt ngào, nó như đường. Một lúc sau, cả nhà tôi đi chợ Tết hết. Ông nội thì sang nhà chú ba, còn một mình tôi ở nhà. Chán quá không biết làm cái gì, tôi lại lôi điện thoại ra gọi cho Trang. Năm nay nó ăn Tết ở nhà, cho nên mới mấy ngày hai đứa không có thấy nhau thôi mà cũng thấy nhớ nhớ. Vừa nghe điện thoại cái giọng của nó đã hoang hoang. Tao tưởng mày quên tao luôn rồi chứ, làm gì mà tao gọi hoài không có được vậy? Gọi cho tao hả? Hồi nào? Thôi đi má, gọi hai ngày liên tiếp còn thê bao, thiệt là bực bội à. Lúc này tôi mới nhớ, hai ngày Lâm ở đây tôi cũng ít cầm đến điện thoại. Lúc cầm tới thì điện thoại hết cả pin. Tôi cười cười trả lời. À, vậy điện thoại lúc đó chắc là hết pin đó. Vậy mày sắm Tết làm sao rồi? Ba mẹ tao cũng sắm hết rồi. Tao chỉ việc lo cho cái thân tao thôi. Mà muốn về quê ăn Tết cùng mọi người quá. Ở trên này hoài cũng chán. Thôi cố gắng. Không mấy là đến Tết rồi. À, tao nói cái này nè. Ừ, nói đi. Ông Lâm xuống nhà tao hai ngày, ông nói chuyện với ba mẹ tao về cái thai rồi. Sáng ông còn nói ra chiên sẽ kết hôn, tao vẫn hoang mang quá. Trang nó nghe tôi nói, thì phấn khích đến mức hét lên như cái loa phát thanh của xã. Giọng nó thể hiện rõ sự sung sướng. Thiệt hả? Vậy là ra chiên mày kết hôn? Trời đất ơi! Mày làm gì vậy? Bạn đi lấy chồng không có buồn hả? Buồn quái gì? Bạn được hạnh phúc thì phải vui cho bạn chứ. Sao buồn? Mày biết là hạnh phúc hả? Trời ơi bà ơi! Tao biết thừa. Mày thích ông Lâm còn gì nữa. Giả lại, người như ông Lâm chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho mày. Tin tao đi. Mày cứ như chui với gầm giường nhà ổng không bằng vậy đó. Mày đó nghe. Mày phải nói đi guốc trong bụng ổng. Tao mà phải chui gầm giường hả? Quên đi. Tôi bật cười thành tiếng khi nghe Trang nói. Sau đó, nói thêm đủ thứ chuyện trên đời dưới biển, nói cả đến chuyện mẹ chồng nàng dâu, mà nghĩ đến cái chuyện đó lại khiến tôi có chút lo lắng. Tôi không biết mẹ Lâm thế nào,
không biết có khó khăn quá hay không. Theo kinh nghiệm của mấy bà chị đã từng lấy chồng, thì người mẹ chồng nào cũng ưa nịnh, mà tôi thì vốn thuộc cái tiếp người có sao nói vậy, không có thể nào nói ngọt ngào được. Trưa hôm đó, vừa nấu cơm xong, thì tôi nhận được tin nhắn của Lâm. Tôi về đến nhà rồi, cô đã ăn cái gì chưa? Tôi vừa mới nấu cơm xong, ba mẹ đi chợ Tết chưa có về. Tôi vừa nói chuyện với ba mẹ rồi, mẹ sẽ xem ngày đẹp rồi xuống dưới đó. Tôi đón cô lên trên này ra mắt trước Tết được không? Vốn ban đầu tôi định từ chối, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng phải gặp ba mẹ của anh nên tôi đồng ý. Từ lúc đồng ý gặp ba mẹ anh mà tôi nghĩ hoài, không biết sẽ đối mặt với hai người như thế nào. Cả ngày hôm đó tôi nơm nớp lo sợ nên đứng ngồi không yên. Đã trót nhận lời anh rồi nên bây giờ có thế nào cũng phải đi đến gặp ông bà. Bồn chồn đúng đến 28 Tết, Lâm xuống đón tôi lên. Rồi sau đó anh xin phép ba mẹ tôi, mùng 6 Tết ba mẹ anh xuống thưa chuyện. Sáng sớm hôm đó tôi dậy từ rất sớm, chọn một set váy dạ màu trắng, đi thêm đôi giày cao 5 phân. Nhìn tổng thể trong gương, thấy lịch sự và ổn rồi thì tôi hài lòng. Trước khi đi, mẹ tôi còn dặn tôi rất nhiều điều. Đúng là ngày đầu tiên con gái đi gặp ba mẹ chồng tương lai, nên mẹ cũng hồi hộp không kém. Nếu như nhà Lâm bình thường thì không sao, đằng này anh giàu nước đố đổ dách như vậy lại càng lo. Trên đường đi, tôi nghĩ trong đầu đủ mọi tình huống, rồi đủ mọi cách để đối phó khi gặp ba mẹ anh. Lúc đầu tôi cứ tưởng anh ở cùng với ba mẹ, nhưng hôm nay anh lại dẫn tôi đến một ngôi biệt thự khác, khác với ngôi biệt thự hôm trước. Dù nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc thì ngôi biệt thự nào cũng đẹp, cũng nguy nga và lộng lẫy nhất khu đó luôn. Lâm mở cửa xe cho tôi bước xuống. Tối hôm qua anh cũng dặn tôi vài chuyện nên lúc bước vào bên trong anh còn nhắc lại. Nhớ nói theo những gì tôi nói đó. Dạ tôi biết rồi. Hai đứa đặt chân tới cửa thì đã thấy mẹ anh ngồi trong phòng khách. Tôi lịch sự lên tiếng. Cháu chào bác, cháu là Duyên. Mẹ Lâm ngước nhìn tôi một lượt như đang thăm dò đánh giá điều gì đó. Sau bà gật đầu. Cháu ngồi xuống đi. Ngồi đối diện bà, Lâm ngồi bên cạnh tôi, anh chậm rãi. Mẹ, đây là Duyên, là con dâu tương lai của mẹ. Mẹ biết rồi. Mà ba đi đâu rồi mẹ? Ba con vừa có cuộc gọi nào gấp nên ra ngoài rồi, một chút ổng về. Lâm gật đầu, bà lại liếc mắt nhìn tôi. Khi đó trong lòng của tôi vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Chỉ biết rằng người mẹ chồng tương lai của mình rất đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo và rất quý phái. Bà nghiêm túc. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bác, cháu 26 tuổi. Nghe Lâm nói cháu làm luật sư cho công ty nhà bác phải không? Dạ. Làm luật sư lâu chưa mà cưa đổ được thằng Lâm thì cũng giỏi đó. Tôi cứng miệng, chưa biết trả lời sao, thì Lâm đã lên tiếng nói đỡ cho tôi. Con và Duyên quen nhau lâu rồi, con cũng phải mời hoài thì cô ấy mới về làm luật sư cho công ty mình đó mẹ. Bà gật đầu, sau đó cô giúp việc đặt ly nước cam xuống bàn. Bà đẩy về phía tôi rồi nói, cháu uống nước đi, bầu bì uống cam ép cho nó tốt. Dạ, cháu cảm ơn bác. Bác có nghe thằng Lâm nó kể sơ qua về cháu rồi. Hôm nay gặp mặt thấy cháu cũng khá là xinh đẹp. Tôi không biết bà có khen mình thật lòng hay không, nhưng từ giọng nói lẫn ánh mắt khi nhìn mình khiến áp lực lắm. Tôi mỉm cười. Dạ, bác khá khen. Bà hỏi tôi thêm vài câu nữa, thì hỏi đến đứa bé trong bụng. Đại loại như mấy tháng rồi, trai hay gái. Có những câu bà hỏi hơi khó, thì Lâm ngồi bên cạnh đều nói đỡ cho tôi. Cuối cùng bà nói với anh. Lâm, mẹ muốn nói chuyện riêng với Duyên một chút. Lâm chừ chừ không muốn đi. Bà thấy vậy lại nói tiếp. Yên tâm đi, mẹ chỉ nói vài chuyện thôi, không có làm con bé nó sợ đâu mà lo. Liếc mắt nhìn Lâm, bây giờ làm trái ý mẹ anh cũng không có được, nên tôi khẽ gật đầu ý nói anh cứ đi đi. Lâm dừng lại thêm vài phút rồi đứng dậy. Dạ, vậy hai người nói chuyện đi nghe. Sau khi Lâm đi khuất,
thì bà nhìn thẳng vào mắt tôi. Nụ cười như có như không của bà khiến tôi cảm giác nguy hiểm sắp ập đến. Cố gắng giữ bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên đối diện với bà. Cuối cùng bà hỏi một câu khiến cho tôi chết lặng. Có phải cháu cũng rất cần nhiều tiền không? Nghe xong tôi sững sờ tròn xoe mắt. Dạ, bác. Không biết bác đã hỏi câu này với bao nhiêu cô gái rồi, và cháu cũng không biết họ đã trả lời với bác như thế nào. Nhưng mà cháu nghĩ tiền thì ai không cần, và cháu cũng rất cần tiền. Cháu cần tiền vì cháu muốn báo hiếu ba mẹ cháu, cho hai người một cuộc sống tốt nhất. Cháu cần tiền vì hai đứa em cháu vẫn đang độ tuổi đi học. Cháu cũng cần tiền vì nội của cháu cũng lớn tuổi nên cần mua những loại thuốc bổ khác nhau. Và cháu cũng cần tiền để cho bản thân mình mua những thứ mà mình thích. Bà nghe tôi nói vậy thì khóe môi bất giác nở nụ cười mà tôi cảm nhận được có chút khinh thường. Hình như bà đang nghĩ tôi đến với Lâm cũng chỉ vì tiền. Sau đó bà nhấp môi một ngụm trà nhỏ, bình tĩnh để tách trà xuống rồi mới nói. Vậy nói đi, cháu cần bao nhiêu bác cũng có thể đáp ứng được cho cháu một cuộc sống tốt nhất. Từng câu từng chữ bà nói khiến tôi liên tưởng tới mấy bà mẹ chồng quyền lực. Sau khi biết con trai mình yêu một cô gái nghèo thì ngay lập tức ném một số tiền lớn trước mặt cô gái rồi yêu cầu rời xa con trai mình. Nghĩ đến đó tự nhiên tôi không còn cảm thấy căng thẳng gì cả, lại cảm thấy nực cười, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt bà mà đáp. Dạ, hình như bác đang hiểu lầm ý của cháu rồi. Cháu đúng là cần tiền, nhưng là tiền do cháu làm ra, tự cháu kiếm được. Sắc mặt của bà lập tức thay đổi. Bà định nói gì đó nữa, nhưng thấy Lâm bước đến rồi lại thôi. Bà cười gượng. Cháu uống nước đi. Dạ. Lâm nhìn tôi và mẹ anh, chắc chắn cũng đón ra không khí không có mấy vui, nên liền nói. Mẹ à, con định cho Duyên ở lại đây ăn cơm cùng với ba mẹ, nhưng con có việc đột xuất phải đi. Vậy thôi, con xin phép đưa Duyên về trước. Anh vừa dứt lời, thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Con có việc thì cứ đi trước đi, còn để con dâu tôi ở lại ăn cơm với tôi. Quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trung tuổi đang bước vô. Nhìn người đàn ông này tôi thấy rất quen mắt, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nghi hoặc nhớ lại, cũng không dám chắc chắn nên không dám lên tiếng hỏi. Tôi nghĩ đây chính là ba của Lâm nên vội vàng đứng lên chào. Dạ, cháu chào bác. Ngồi xuống đi cháu, không cần phải khách sáo đâu. Dạ. Lâm giới thiệu tôi với ba anh. Ông hỏi, còn nhớ bác không? Dạ, hình như cháu và bác có gặp nhau rồi ạ. Ừ, cháu còn nhớ cái ông già mà cháu gặp ở tòa hôm đó không? Hôm đó bác bị tụt huyết áp, chính cháu là người đưa thuốc với nước cho bác uống. Thật không ngờ bây giờ cháu lại làm dâu của bác. Nói xong, ông cười nghe có vẻ rất là khoái chí. Lúc này thì tôi cũng nhớ rõ mọi chuyện. Đúng là cách đây một năm tôi có gặp ba của anh. Khi đó tôi vừa thắng một vụ kiện, vừa bước ra cổng đã thấy ông loạn choạng xém ngã. Tôi vội vàng chạy tới đỡ ông, hỏi ra mới biết ông bị tụt huyết áp. Mà cũng may trong túi sách tôi sẵn thuốc nên đưa cho ông uống. Đã một năm trôi qua, vậy mà ông vẫn nhớ rất rõ. Không ngờ ông lại là ba của Lâm. Mọi thứ đối với tôi cứ như một cái duyên vậy đó. Tôi mỉm cười. Dạ, cháu nhớ rồi. Vậy là ba của anh giữ tôi lại dùng bữa. Mẹ anh cũng lên tiếng nói tôi ở lại, nên cuối cùng đành ở lại dùng bữa cùng với gia đình anh. Trong lúc ăn cơm trò chuyện cùng ông bà, tôi phát hiện ba anh dễ tính bao nhiêu thì mẹ anh khó đoán bấy nhiêu. Trước mặt ông và anh thì bà có vẻ rất tốt, nhưng sau lưng hai người là một bộ mặt khác. Nói đúng hơn là không ưng tôi. Lúc đó tôi cũng thầm dự đoán được tương lai của mình mai sau. Cũng may Lâm nói sau khi kết hôn tụi tôi sẽ ở riêng. Với lại tôi nghĩ mình đi làm sớm tối nên sẽ ít gặp bà hơn. Ăn cơm xong, ngồi nói thêm một lúc thì Lâm đưa tôi về quê. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi. Lòng cũng thấy bất an vì bà mẹ chồng tương lai của mình. Lâm vừa lái xe vừa quay sang, anh hỏi.
Hồi nãy mẹ của anh đã nói cái gì với em? Tôi liếc mắt nhìn Lâm, suy nghĩ vài giây rồi kể hết cuộc nói chuyện cho anh nghe. Không phải là tôi muốn mách lẻo, tôi muốn cho anh biết mẹ anh không thích tôi nên anh liệu mà tính toán sao cho hợp lý. Lâm nghe xong ngạc nhiên. Mẹ của tôi hỏi cô mấy cái câu như vậy à? Đúng, nhưng nghĩ lại tôi cũng thấy đó là điều bình thường. Dù gì bây giờ phụ nữ cũng thực dụng hơn ngày xưa. Anh lại giàu như vậy, mẹ anh lo các cô gái đến với anh vì tiền thì cũng là điều đương nhiên. Vậy cô đến với tôi là cái gì? Vì tiền. Lâm bật cười rồi lắc đầu khi nghe tôi nói. Tôi tủm tỉm hỏi lại. Anh không tin hả? Đương nhiên là không tin. Ủa? Tôi cũng mê tiền lắm đó. Cô mê tiền, nhưng cái lòng tự trọng của cô cũng cao ghê gớm lắm. Tôi bĩm môi xùy một cái với Lâm. Nói chuyện với anh, tôi cũng thấy lòng mình như trút đi được gánh nặng. Lâm đưa tôi về tới quê. Rồi chiều mùng 1 Tết, anh lại xuống nhà tôi chúc Tết. Còn tôi thì gọi điện chúc Tết ba mẹ anh qua điện thoại. Trôi thêm mấy ngày nữa là đến ngày hai bên gia đình gặp mặt. Và rồi hai nhà quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 16 tháng Giêng. Ngày mùng 7, Lâm đón tôi lên, đặt váy cưới. Mới đầu tôi cứ tưởng thuê ở tiệm váy cưới như những đám cưới khác ở dưới quê. Ai ngờ anh mời riêng nhà thiết kế nổi tiếng may gấp cho tôi trong một tuần. Nghe Lâm giới thiệu anh thiết kế này là bạn của anh, tên Đạt. Nhìn Đạt tôi mỉm cười. Dạ, em chào anh. Chào em là cô gái anh vô cùng ngưỡng mộ đó. Sao lại ngưỡng mộ em? Vậy em đã khiến thằng bạn của anh chịu lấy vợ. Nói thiệt nghe, nếu không có em là tụi anh còn nghi ngờ giới tính của nó nữa đó. Lâm liếc mắt lườm Đạt một cái. Tập trung chuyên môn đi ông ơi. Được rồi, vậy ông ra ngoài chờ lát đi. Lâm vẫn không hề nhúc nhích, chỉ nhìn Đạt với ánh mắt nghi ngờ. Đạt đành giải thích. Ngồi chờ tôi đo số đo cơ thể cho vợ ông, rồi đứng đó mà mỏi chân à. Lâm vẫn không hề cử động, ánh mắt nhìn tôi, rồi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng Đạt mỉm cười. Yên tâm đi, tôi nhìn người mẫu khỏa thân còn nhiều hơn ông nhìn phụ nữ đó. Ông còn lo tôi có ý đồ gì với vợ ông hay sao? Không biết sao lúc đó, tôi cảm nhận được rõ cái mùi nồng nặc thuốc súng toát ra từ anh. Và rồi Lâm nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Đâu, tôi lo gì đâu. Ông đo thì kệ ông chứ. Lâm nói như vậy thôi, nhưng cứ mỗi khi Đạt đo đến vòng 1, vòng 3, thì anh lại nói một câu gì đó khiến Đạt không có thực hiện được nữa. Cuối cùng, Đạt phải đẩy Lâm ra ngoài, không thì có mà đến tối cũng đo không xong. Rồi rất nhanh đến ngày tổ chức hôn lễ. Tuy là cưới gấp, nhưng đám cưới chúng tôi diễn ra vẫn rất tươm tất. Khách mời của nhà Lâm rất nhiều, đa số đều là người có tiền trong giới thượng lưu. Hôm đó tôi mặc bộ váy cô dâu màu trắng, cái váy cưới bồng bềnh đính rất nhiều ngọc trai lấp lánh. Lâm thì lịch lãm trong bộ tây trang màu đen. Hoa trang trí đều là hoa hồng nhập khẩu. Tôi cứ ngỡ mọi thứ sẽ viên mãn cho tới khi tôi gặp Hưng và vợ anh ta. Hưng chính là người sếp đầu tiên đã có ý định cưỡng bức tôi. Vợ anh ta là người đuổi việc tôi ra khỏi công ty hôm đó, và chị ta cũng là chị của Lâm. Sau khi thấy Hưng và vợ anh ta, mới đầu tôi cũng bất ngờ lắm. Tôi cứ tưởng với cái tính cách sồn sồn của chị ta thì nhất định sẽ chửi mắng tôi vài câu thậm tệ. Nhưng không, chị ta còn chủ động tiến tới nói chuyện với tôi. Chào em, không ngờ chúng ta lại là người một nhà. Chị là Phương, là chị của Lâm. Ba chị với ba Lâm là hai anh em. Tôi nhìn ra chị ta, thấy ánh mắt chị ta có khẽ nheo lại nhưng đang tính toán cái điều gì đó. Nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh và nhẹ nhàng trả lời. Dạ, em chào chị. Nói xong, chị ta quay sang nói với mẹ chồng. Thiếm Ngân biết không, em Duyên đây là nhân viên cũ của công ty nhà cháu đó. Vậy hả? Vậy sao đang làm lại nghỉ? Dạ, anh Hưng nhà cháu ưu ái em ấy lắm, mà em ấy tự nhiên lại nghỉ. Phải không anh Hưng? Nói rồi, chị ta quay sang liếc mắt nhìn chồng một cái. Gã Hưng thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi. Cảm giác như là gã này rất sợ vợ. Mà cũng đúng thôi. Hồi tôi làm ở công ty cũ cũng nhiều lần nghe tin Hưng dựa hơi nhà vợ nhiều lần.
Chỉ là tôi không ngờ trái đất này tưởng chừng rộng lớn mà quay đi quay lại cũng rất tròn. Ngoảnh đầu một cái tôi lại gặp chị ta. Từ lúc nhìn thấy vợ chồng nhà Hưng, tôi đã biết trước tương lai của mình cũng sẽ không có bằng phẳng và êm ả nữa. Sau đó Lâm dẫn tôi đi tiếp khách. Đi đến đâu người ta cũng chúc rượu nên anh uống rất nhiều. Tôi vốn không muốn quan tâm đến vợ chồng lão Hưng. Nhưng mà khi tôi vô tình liếc mắt quay sang phải thì thấy chị ta vẫn đang đứng nói chuyện với mẹ chồng của tôi điều gì đó rất say sưa. Và rồi Trang đi tới chỗ tôi thì thầm nói nhỏ. Con mụ kia là ai vậy? Hình như là vợ của sếp cũ mày đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Tao đứng gần đó, thấy con mụ nó đang kể chuyện xuyên tạc về mày với mẹ chồng mày đó nghe. Nói mày dụ dỗ gạ gẫm lên giường với chồng bả, bị bà bắt quả tang rồi đuổi việc. Con bà nó chứ, nếu hôm nay không phải là ngày vui của mày, tao moi con mụ đó ra rồi. Nghe như vậy cũng tức lắm, nhưng biết làm sao được bây giờ. Hôm nay là ngày vui của tôi, cũng đang có rất nhiều quan khách ở đây, nên tôi không thể làm gì khác. Cố gắng hít một hơi thật sâu để nuốt đi cái sự run rẩy của thân mình. Bình tĩnh nói với con Trang. Thôi kệ đi, người nào nói điêu người đó chịu nghiệp. Cả ngày hôm đó, tiếp đãi khách quá nhiều, cho nên đến khi hôn lễ kết thúc, hai chân tôi đã mỏi đến mức muốn mềm nhũn ra. Sau khi tiễn gia đình tôi về, thì Lâm lái xe đưa tôi về nhà riêng. Trong lúc chờ đợi Lâm đi lấy xe, mẹ chồng tôi đứng bên cạnh nói nhỏ. Cô giỏi lắm, tôi từng này tuổi đầu cũng đã gặp rất nhiều hạng người, nhưng cái hạng người mưu mô xảo quyệt như cô đúng là lần đầu tiên tôi gặp đó. Quả thực phải dành cho cô một lời khen, khi đã lừa thành công cái gia đình này, cô cứ chờ đó đi, đợi cô đẻ con xong xét nghiệm không phải cháu tôi thì cuốn xéo ra khỏi cái nhà này, biết chưa? Tôi bị những lời bà nói làm cho bất ngờ đến mức run rẩy. Thực lòng sau khi tôi nghe cái Trang đó nói thì tôi cũng biết trước kết cục của mình với mẹ chồng. Nhưng mà tôi không nghĩ bà lại gay gắt như vậy. Khác hẳn với cái dáng vẻ lúc bình thường, tôi muốn lên tiếng giải thích. Nhưng mà lúc tôi vừa mở miệng thì xe của Lâm cũng đi tới. Với lại tôi biết bây giờ tôi có 100.000 cái miệng nói thì bà cũng không tin lời của tôi. Ngay từ đầu bà đã tỏ thái độ không có ưa gì tôi. Chấp nhận cái đám cưới này cũng vì tôi đang mang bầu. Phương lại là con cháu nhà bà, hà cớ gì bà lại tin những lời tôi nói chứ. Dạ rồi, tôi không biết bà Phương đã nói cái gì mà khiến mẹ chồng và chồng tôi lại tin đến vậy. Tôi nằm trên giường, nước mắt cứ không có ngừng tuôn rơi. Nghĩ sao cuộc đời lại đắng cay và nhục nhã tới vậy chứ. Ngày trước tôi đã từng tưởng tượng ra một cái đám cưới hạnh phúc và một đêm tân hôn lãng mạn. Không ngờ tất cả đã tan thành mây khói. Mãi một lúc rất lâu sau, tôi mới lồm cồm bò dậy đi thay đồ tắm rửa. 1 giờ đêm, chồng tôi vẫn chưa về. Tôi tự nhủ lòng không sao hết, ngủ một mình càng khỏe. Đưa mắt nhìn ra bầu trời một màu đen sâu thăm thẳm ngoài kia. Tự nhiên, tôi thấy nhớ nhà quá. Mấy năm ăn học xa nhà không sao, bây giờ đi lấy chồng xa, cảm giác nó cũng khác biệt hơn rất nhiều. Tôi vẫn nhớ như in lúc chuẩn bị rước dâu, ánh mắt của ông nội và ba mẹ tôi nhìn đầy tự hào và vui mừng. Mẹ trao cho tôi cái vòng tay, mắt mẹ ngấn lệ. Con nhớ phải hạnh phúc đó, con hạnh phúc thì ba mẹ mới yên lòng. Đi lấy chồng rồi, con phải để ý lời ăn tiếng nói, một điều nhịn chính điều lành con à. Nhìn mẹ, tôi gật đầu, trong lòng thầm nhủ. Dù sau này có thế nào đi nữa, cũng chỉ để cho ba mẹ nhìn thấy mình được hạnh phúc. Suy nghĩ mãi, rồi tôi cũng thiếp vào giấc ngủ. Nửa đêm, bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, gió thốc vào người khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Vừa mới mở mắt ra, thấy Lâm đang cầm cái chăn đắp lên người tôi. Dưới ánh đèn phòng ngủ màu vàng nhạt, tôi còn tưởng mình nhìn lầm. Không phải anh đang giận tôi lắm sao? Tôi không biết mình mơ hay thật. Nhưng không dám mở mắt. Tôi còn thấy Lâm cầm điều khiển bật điều hòa cho nhiệt độ phòng tăng lên. Lúc này tôi mới biết bản thân mình không hề mơ. Sau đó tôi còn thấy Lâm đứng bên cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm một hồi rất lâu. Anh đứng lặng lẽ, phía sau bờ vai lộ rõ vẻ suy tư và có chút u buồn. Sáng hôm nay lúc tôi tỉnh dậy đã 8 giờ.
Đêm qua tôi cũng không biết mình ngủ quên lúc nào. Mà trong lúc ngủ, tôi còn cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau. Trong phòng chỉ có tôi và Lâm. Liệu có phải anh đã ôm tôi không? Chắc là không đâu. Làm sao có thể như vậy được? Có lẽ chỉ là một giấc mơ. Tôi uể oải bước xuống giường. Cả ngày qua mệt mỏi nên lúc ngủ đã say giấc là tôi ngủ quên trời quên đất. Tôi bước xuống tầng 1 thì đã thấy một cô giúp việc đang dọn nhà. Vừa thấy tôi, cô đã hỏi. À, cô chủ dậy rồi hả? Bữa sáng tôi đã nấu xong xuôi hết rồi. Cậu chủ có dặn nhớ nhắc cô ăn sáng xong thì uống sữa. Lúc đó tôi còn như không tin vào tai mình. Sợ mình nghe lầm nên còn hỏi lại. À, cô nói anh Lâm dặn cháu ăn sáng xong thì uống sữa hả? Cô giúp việc vừa dừng lại vài giây rồi đáp. Đó, thù chết. Cậu chủ kêu tôi không có được nói cho cô biết là cậu dặn như vậy, tôi lại quên đi. Lời nói của cô giúp việc lúc này đã khẳng định 100%, tôi không hề nghe lầm. Tuy rằng đêm qua cũng hơi khá nhiều nước mắt, nhưng dẫu sao, sáng dậy thấy anh quan tâm tôi như vậy, cũng cảm thấy ấm lòng. Ăn sáng xong, tôi định đến công ty làm việc, thì Lâm nhắn tin về. Trưa tôi về đón qua nhà ba mẹ. Vậy là sau đó tôi không có việc gì làm, nên lòng vòng lên trên lầu, rồi lại lòng vòng quanh nhà. Công nhận, thiết kế nhà đẹp thiệt, bước một bước chân như bước trên cả đống tiền. Cả buổi sáng hôm đó, tôi đi lanh quanh chán chê rồi lại lên phòng đọc sách. Con Trang bây giờ này cũng đi làm rồi, nên tôi không có thể gọi điện cho nó. Gọi về quê mấy cuộc thì không thấy ba mẹ bắt máy. Đợi mãi cuối cùng đến 10 giờ 30 phút, thì Lâm về đón tôi đến nhà ba mẹ chồng. Vẻ mặt của Lâm hôm nay cũng dịu dàng hơn hôm qua rất nhiều. Tôi thấy anh như có điều gì muốn nói với tôi, nhưng ngập ngừng mãi lại không nói. Trên đường đến nhà ba mẹ, tôi hỏi. Nay ba mẹ có mời thêm khách nào nữa không đó? Hay chỉ là nhà mình dùng bữa với nhau thôi? Cả nhà mình dùng bữa thôi. Gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Suốt từ lúc đó tới lúc đến nhà ba mẹ chồng, thì hai chúng tôi đều im lặng. Lúc đến thấy mẹ chồng đang ở trong bếp với hai cô giúp việc. Ông thì ngồi trong phòng đọc báo. Tôi lên tiếng chào ông bà. Ông cười rồi nói. Tới rồi hả con? Ngồi xuống chơi đi. Cơm cũng sắp xong rồi đó. Dạ. Mẹ chồng tôi thấy vậy, bà nói lớn. Duyên, vô đây mẹ nhờ một chút. Dạ. Tôi bước đi trước. Một lát sau thấy Lâm cũng bước theo, mẹ chồng nhìn tôi đúng kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vào bếp phụ hai cô rồi học nấu ăn dần đi cho biết. Bà vừa dứt lời thì Tâm lên tiếng. Mẹ ơi, để hai cô nấu cho nó lẹ, đợi cô ấy thì biết đến bao giờ mới được ăn, con đói rồi đó. Bình thường anh có bao giờ kêu đói đâu, tôi biết thừa anh không muốn vợ anh làm chứ gì, phụ nữ đi lấy chồng thì phải biết nấu ăn. Mai sau lỡ bữa, còn biết đường nấu cho chồng con ăn. Mà đằng nào, ít bữa nữa, nó cũng nghỉ đẻ. Ở nhà không có làm cái gì thì nấu nướng cho bớt buồn. Làm việc nhà nó cũng nhẹ nhàng như tập thể dục mà. Như vậy mới khỏe để còn dễ đẻ nữa chứ. À, đúng không Duyên? Dạ. Đó, con thấy chưa? Cứ ra ngoài đi. Việc lặt vặt của phụ nữ, con vào đây làm cái gì? Con vào pha một ly cà phê. Rồi, cứ ra ngoài đi. Rồi mẹ kêu cô Bích đem cà phê ra cho. Sau khi Lâm đi khỏi, thì mẹ chồng liền thay đổi sắc mặt. Cô còn đứng ra đó làm cái gì? Mau vào phụ hai cô đi, không đến trưa cũng không có đồ mà ăn đâu. Dạ. Nhanh chóng bước đến hỏi hai cô giúp việc xem mình cần làm những gì. Còn mẹ chồng thấy tôi như vậy thì có vẻ khoái lắm. Khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh. Trong lúc nấu ăn, mẹ chồng đứng suốt ở đó để quan sát. Khi mà tôi lặt rau muống, mặc dù lặt rất sạch sẽ rồi, nhưng mẹ chồng không ưng, nên tôi có làm gì thì bà cũng không có thấy vừa mắt. Tôi cố gắng gạt hết mọi chuyện sang một bên, nên cũng không để bụng. Tôi tự nhủ, người già thường hay khó tính. Huống hồ con trai bà giỏi giang đẹp trai ngời ngời như vậy, nên tiêu chuẩn mong muốn một cô con dâu của bà cũng phải rất cao. Đằng này, đúng hôm cưới, bà còn nghe những lời nói không hay về mình, thì chuyện bà ghét tôi là lẽ thường tình. Bình thường tôi đi làm sớm tối nên ít thời gian nấu ăn.
có nấu thì chỉ nấu một cái món đơn giản, nên thành ra hôm nay tôi phải hỏi cô giúp việc rất nhiều. Mẹ chồng tôi cuối cùng không nhịn được đã lên tiếng mỉa mai. Trời ơi, vậy là cô không có biết nấu ăn thật luôn đó hả? Làm phụ nữ không có nấu được nhiều món thì ít ra cũng phải nấu được vài món chứ. Đằng này, món nào chị cũng hỏi là sao? Dạ mẹ, con chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi. Từ nay con sẽ học dần, con không biết nên con phải hỏi. Bà nghe xong không còn lý sự nào để bắt bẻ tôi thêm nữa, nên đành im lặng. Trong lúc ăn cơm, bà cố tình kể vài câu chuyện về mấy cô gái lăng loàn. Tôi biết bà đang cố tình nói bóng nói gió mình. Mặc dù tôi thấy bản thân mình trong sạch, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sâu trong lòng tôi không có ổn chút nào, vì cái cảm giác bị người khác hiểu lầm nó khó chịu lắm. Ủa, cái bà này, nay là ngày vui của cái gia đình mình mà cứ nói mấy cái chuyện dớ dẫn ở đâu không vậy? Ba chồng tôi lên tiếng trách bà ấm ức. Đâu đâu cái gì, có người gần mình cũng có đó ông à. Thôi thôi, bà dừng cái chuyện ở đây cho tôi nhờ đi, ăn cơm. Nói rồi ba chồng tôi quay sang kêu tôi ăn nhiều vô. Thức ăn hôm nay rất ngon, nhưng mà tôi nuốt đến đâu cổ họng lại đắng ngắt đến đó. Ăn cơm xong ngồi thêm một lúc thì Lâm đưa tôi về nhà. Không biết sao nhưng tôi có cảm giác từ tối hôm qua đến nay giữa chúng tôi đã có một bức tường ngăn cách khiến bản thân không có tự nhiên. Lúc chuẩn bị bước xuống xe, bất ngờ anh lôi trong bóp ra một cái thẻ ATM đưa cho tôi. Mật khẩu thẻ là 666888. Trong thẻ lúc nào cũng có nhiều tiền, cô muốn tiêu cái gì thì cứ rút ra mà xài. Không, tôi không lấy đâu, tôi cũng có tiền của tôi rồi. Cầm lấy đi, tôi không có muốn mang tiếng mình không có nuôi nổi vợ con. Lâm nói vậy nên tôi cũng không có thèm cao ngạo mà từ chối nữa. Dù sao lấy chồng thì cũng nên dựa vào chồng. Hơn nữa, chồng tôi giàu như vậy, không xài tiền của anh thì để làm gì? Nhận lấy cái thẻ, tôi nói, tôi biết rồi. Được rồi, xuống xe, tôi còn đi làm. Và rồi trôi thêm một tuần nữa. Mấy ngày nay chồng tôi vẫn đi sớm về khuya, tối nào cũng nằm suy nghĩ chán chê rồi lại buôn chuyện cùng cái Trang, xong mới đi ngủ. Mà lúc sáng tôi tỉnh dậy đều không thấy Lâm bên cạnh. Tôi không biết anh có về ngủ chung giường với tôi hay không, nhưng dường như trong chăn gối tôi luôn cảm nhận được hương thơm của anh. Cưới xong tôi cũng chưa có thời gian về quê, vì trước ngày cưới Lâm nghỉ mấy ngày nên sau đó công việc lại càng bận. Tối đó tôi vừa tắm xong thì Lâm về. Tranh thủ cơ hội anh về sớm nên tôi vội nói, ngày mai tôi đi làm lại nghe, ở nhà nhiều cũng buồn. Hết mệt chưa mà đòi đi làm? Tôi hết mệt rồi. Làm gì thì làm, vẫn phải suy nghĩ cho con đó. Anh yên tâm đi, tôi tự biết sức mình mà. Tự biết sức mình mà còn bị ngất xỉu? Lâm nói làm cho tôi cứng họng không cãi được. Sau đó anh nói tiếp, tôi có mua ít thuốc bổ và sữa bào để dưới lầu 1 đó. Cảm ơn anh. Hầm, tôi mua cho con tôi chứ mua cho cô đâu mà cảm ơn. Tôi biết thừa cái tính Lâm rồi nên chỉ tủm tỉm cười. Lâm lại nói tiếp, à đúng rồi, cái loại tôi mua là loại pha sẵn rồi, thích hợp cho những người lười biếng như cô đó. Tôi chu mỏ bất mãn nhìn Lâm, mới mấy phút trước còn cảm động xém rớt nước mắt, bây giờ đã bị anh mỉa mai. Tôi không thèm nói lại nữa, trèo lên giường ngủ. Mà tối nay Lâm cũng không có làm việc, tắm xong cũng lên giường cùng tôi luôn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên chung giường, nhưng mà cái cảm giác hai vợ chồng nằm cùng nhau nó lạ lẫm lắm. Nằm chán chê thấy không khí hơi ngột ngạt nên lại cắm đầu vào coi điện thoại. Lúc sau tôi quay qua đã thấy Lâm nhắm mắt ngủ. Tôi cứ ngây ngốc nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai không tì vết, nhìn cái mũi cao thẳng, nhìn hàng lông mi cong như phiến lá, nhìn đôi môi quyến rũ. Tự nhiên trong đầu của tôi lại xuất hiện một ý nghĩ xấu. Tôi muốn hôn lên đôi môi đó. Và rồi bất ngờ Lâm mở mắt nhìn tôi, giật mình đến nỗi xém chút nữa tôi bắn tim ra khỏi lồng ngực. Ngại quá tôi ấp úng, ủa anh chưa ngủ hả? Chưa, tôi có chuyện muốn nói với cô. Anh nói đi. Chuyện cô với ông Hưng là như thế nào?
Tôi nhìn Lâm chậm rãi trả lời. Tôi không biết chị Phương đã nói gì với anh. Tôi nghĩ anh cũng không có tin tôi đâu. Nhưng thật sự tôi không có gạ gẫm gì ông Hưng cả. Càng không có chuyện tôi lên giường với anh ta. Còn chuyện tôi bị đuổi việc là vì do... Thôi được rồi. Tôi biết ngay là anh sẽ không có tin tôi mà. Nói xong tôi thở dài kéo cái chăn xoay người sang hướng khác. Và rồi bất ngờ anh đưa tay đặt lên vai. Nè, anh còn gì muốn nói nữa không? Tôi tin cô. 3 tiếng, tôi tin cô. Nghe nó tưởng chừng đơn giản, nhưng ngữ điệu của Lâm rất chắc nịch. Hơn nữa, lại là một lời khẳng định từ chính miệng của anh nói ra nên tôi mừng lắm. Vui quá nên tôi không có kiềm chế được mà nở nụ cười. Anh tin tôi thiệt sao? Ừ, nhưng không phải hôm đó anh... Lời tôi chưa kịp nói thì Lâm đã chặn. Sao cô nói nhiều quá vậy? Cô tưởng tôi ngu dốt đến mức không có biết cô như thế nào và ông Hưng như thế nào sao? Không phải, tôi không có cái ý đó. Không phải cái gì? Ngủ đi. Gật đầu, tự dưng cảm thấy lòng nhẹ bẫng như vừa trút được cái gánh nặng. Đi lấy chồng cũng không có gì bằng được chồng tin tưởng. Giả lại, tôi nghĩ người như Lâm thừa tỉnh táo để biết tính cách một con người. Chúng tôi nằm bên nhau, ở giữa có một khoảng cách nhỏ, nhưng cũng khá gần. Gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở và cảm nhận được độ ấm của nhau. Bình thường tôi đã khó ngủ, hôm nay nằm cùng với anh lại càng thấy khó ngủ hơn. Nằm trằn trọc mãi, cuối cùng không tự chủ được, quay sang nhìn Lâm. Đúng lúc đó, anh cũng quay sang nhìn tôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Lâm ho nhẹ mấy tiếng rồi nhíu mày. Nhìn cái gì? Ngủ đi. Anh không nhìn tôi thì biết tôi nhìn anh sao? Cô đúng là không được nước gì ngoài hay cãi thôi. Anh quên tôi là luật sư hả? Tôi quên. Lúc đó tự nhiên tôi thấy trán anh lấm tấm mồ hôi. Ngước mắt nhìn nhiệt độ phòng cũng đâu có cao lắm. Ngoài trời đang mưa lạnh. Tôi sợ anh sốt hay làm sao nên liền đặt tay lên trán anh khiến anh giật mình xoe mắt. Cô làm cái gì đó? Anh bệnh hả? Hay không được khỏe chỗ nào? Dở hơi. Tôi làm sao đâu? Không sao mà trán anh đổ mồ hôi ra vậy kìa. Anh không khỏe chỗ nào cứ nói tôi biết đi. Dù sao bây giờ tôi cũng là vợ anh rồi mà. Tôi đã nói tôi không có sao mà. Vẫn khỏe lắm. Trời lạnh vậy mà ú mồ hôi ra chỉ có sốt thôi. Dở hơi nữa rồi. Tôi không có sao. Cô ngủ đi. Lo cho tôi làm cái gì? Hỏi thêm mấy câu nữa. Dưới sự tra hỏi cuối cùng Lâm không chịu được mà ngồi bật dậy mặt đỏ bừng gắt lên. Đã nói là tôi không có sao rồi. Cô mà cứ chạm vào người tôi nữa mới sao đó. Cô có biết tôi sinh lý cũng thuộc cái dạng khỏe không hả? Tôi nghe xong ngớ người một lúc mới hiểu ra. Bỗng dưng hai má tôi cũng nóng bừng bừng. Đúng là từ lúc kết hôn tới bây giờ tôi mang bầu nên Lâm rất gìn giữ cho tôi. Hôm nay nằm cùng nhau như vậy sinh lý dâng trào cũng là điều dễ hiểu. Tôi ngại ngùng. Tôi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon. Nói xong tôi quay mặt vào góc tường, nằm xa anh một chút cho đỡ khó chịu. Sau đó tôi cũng không biết mình thiếp ngủ lúc nào. Chỉ đến sáng khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang ôm góp lấy chồng, cổ chân tôi đặt ngay chỗ hiểm của anh. Thậm chí tôi còn cảm giác rõ cái độ cứng của nó. Tôi từng nghe nói, đàn ông hay chào cờ buổi sáng. Nghĩ đến đó mặt tôi đỏ như gấc. Tôi còn chưa kịp nhấc chân mình ra khỏi người thì anh đã lên tiếng. Bỏ chân xuống được chưa? Tôi tròn xe mắt nhìn Lâm, giật mình bỏ chân mình ra khỏi người anh, rồi cố gắng thản nhiên nhất có thể. Ủa, anh dậy rồi hả? Ừ. Nói xong, Lâm bước chân xuống giường trước tôi. 7:30, công ty bắt đầu làm việc. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ lúc này mới tròn 6 giờ sáng, nên thở phào nhẹ nhõm. Lâm đánh răng rửa mặt xong dặn tôi. Không cần phải dậy luôn đâu. Thôi tôi dậy, nay còn đi làm. Ai cho đi mà đi? Kệ, anh mà bắt tôi ở nhà có ngày tôi chết vì tự kỷ đó. Nói lùng tà lùng tung không à? Rồi Lâm bước xuống nhà trước, tôi cũng dậy đánh răng rửa mặt thay đồ xong thì mới xuống. Khi vừa bước chân xuống tới bậc cầu thang thứ 3 thì tiếng Lâm đã vọng ra. Tôi đã rót sẵn cái ly sữa để trên bàn rồi đó. Dạ.
Nghe Lâm nói vậy, khóe môi của tôi nở ra nụ cười. Hóa ra, cái cảm giác được chồng quan tâm, được chồng chiều chuộng lại đặc biệt như vậy. Ăn cơm xong, tôi uống một ngụm sữa nhỏ. Nhưng vừa nhấp môi một ngụm đầu tiên, thì đã phải chạy vào nhà vệ sinh ói mửa. Ói xong, tôi còn đứng ở trong đó một lúc mới hoàn hồn. Bình thường tôi vốn là đứa khá kén sữa, nay uống sữa bầu lại cảm thấy khó uống hơn thường ngày. Lúc tôi mở cửa ra thì đã thấy Lâm đứng trước mặt. Lâm vừa thấy tôi liền hỏi. Sao tự nhiên lại ói vậy? Hay là cô không có khỏe chỗ nào? Có cần đi bác sĩ không? Không sao, nhưng mà sữa anh mua khó uống quá. Tôi thấy cô nhân viên nói sữa này dễ uống và tốt lắm mà. Nhưng tôi không có uống được cái vị này, sợ quá. Lâm tận ngẩn người suy nghĩ một lát. Bình thường nhìn cái dáng vẻ cao cao tại thượng của anh quen rồi. Hôm nay nhìn anh có chút ngây ngốc, khiến cho tôi cười ở trong lòng. Sau đó Lâm nói. Vậy để tôi đi mua mấy cái loại khác xem cô có uống hợp loại nào. Cảm ơn anh, nhưng thôi để tôi tự đi mua cũng được. Nói rồi tôi lên phòng thay bộ đồ khác rồi đi làm. Tuy bầu cũng đã hơn 3 tháng, nhưng mà cũng không thấy bụng lắm. Lâm thấy tôi vẫn mặc váy body liền nói. Mai mua mấy cái váy bầu rộng rộng mà mặc, còn mặc vậy khó chịu con tôi. Nói xong chưa kịp để tôi trả lời thì anh đã nói tiếp. Lên xe, tôi đưa đi làm luôn. Mới lúc đầu tôi định đón taxi, nhưng mà bây giờ ngẫm nghĩ có chồng làm cùng công ty thì tội gì đi đón taxi cho tốn kém. Hơn nữa, xe của Lâm xịn, ngồi lên cũng êm ái hơn rất nhiều. Trên đường đi, hai chúng tôi không nói chuyện gì. Lúc gần tới công ty thì anh bất ngờ hỏi tôi. Ở đây có tiệm bánh mì kẹp thịt ngon lắm, ăn không, tôi mua. Thôi, sắp trễ giờ rồi. Tổng giám đốc ở đây mà cô còn lo trễ giờ làm sao? Nói xong, anh đã dừng xe lại rồi mở cửa xe bước xuống, mua hai cái bánh mì kẹp thịt đưa cho tôi. Sao ít tương ớt quá vậy? Bầu mì ăn ít cay thôi, ăn cay làm gì? Ăn như vậy hơi khó ăn. Lắm chuyện à, ăn thử đi coi ngon không? Anh ăn không? Không. Vậy mua làm gì hai cái, ăn một cái là no rồi. Cứ đem đến công ty khi nào đói thì ăn. Ăn hết một cái bánh mì rồi mới bước lên phòng làm việc. Còn một cái thì tôi xách theo. Lúc tôi đến nơi, thấy con Linh nó đang lau dọn bàn làm việc cho chồng tôi. Thấy tôi và Lâm cùng xuất hiện, mới đầu ánh mắt cô ta thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền cười tươi. Dạ sếp, mà nay chị Duyên cũng đi làm hả? Ừ, em đang lau dọn bàn làm việc hả? Dạ, kể cả phòng của chị ngày nào em cũng lau dọn sạch sẽ. Cảm ơn em. Sau đó tôi quay về phòng làm việc của mình. Bây giờ, thân phận của tôi đã khác ngày trước, nên khi Linh đối diện với tôi, tuy không bằng lòng nhưng vẫn phải tỏ ra lễ phép. Gần trưa tôi đang làm việc, thì bất ngờ có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sau đó Linh từ ngoài cửa bước vô. Trên tay cô ta cầm theo một ly trà đào rồi đặt nhẹ xuống trước mặt tôi. Chị, em vừa mới ra ngoài cùng với sếp. Em uống trà đào, thấy quán này ngon quá nên mua cho chị một ly. Em thấy sếp nói đến bây giờ chị vẫn còn ói hả chị? Thoạt đầu nghe con Linh nói có vẻ như cổ quan tâm tôi. Nhưng mà ngẫm nghĩ mới biết cô ta đang cố tình nói cho tôi biết cô ta và chồng tôi thân thiết lắm. Tôi bình tĩnh đáp. Ừ, chị cảm ơn em nghe. Dạ không có gì đâu chị. Bây giờ chị là vợ của sếp rồi. Em quan tâm chị cũng là điều đương nhiên. Thôi, em cứ đối xử với chị như bình thường là được rồi. Không cần phải ưu ái quá đâu. Với lại, từ bây giờ ra ngoài về, không cần mua cái gì cho chị đâu. Chị bầu bì cũng kén ăn, không có ăn uống được cái gì đâu. Dạ, nhưng chị cứ uống thử coi có ngon không. Ừ, chị biết rồi. Từ khi tôi đi làm trở lại, mặc dù công ty rất nhiều hợp đồng cần soạn, nhưng Lâm chỉ giao cho tôi một ít số hợp đồng vì sợ tôi làm quá sức. Công việc nhẹ nhàng, ăn uống điều độ lại còn toàn là ăn những món đắt tiền, nên thành ra sau khi cưới được một tháng mà tôi mập lên nhìn thấy luôn. Em bé của tôi bây giờ đã được hơn 4 tháng. Thỉnh thoảng tôi còn cảm nhận được sự cử động của con trong bụng mình. Cảm giác khi đó thì nó kỳ diệu đến nỗi không có thể diễn tả thành lời. Hôm sau là chủ nhật,
Công ty được nghỉ làm nên tôi có hẹn đi ăn sáng với con Trang. Vừa mở mắt ra đã thấy đồng hồ điểm 7 giờ. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà. Vừa đến cầu thang đã thấy mẹ chồng tôi và chị Phương ngồi sẵn ở phòng khách. Nhìn vẻ mặt của bà cộng thêm với sự xuất hiện của bà Phương, tôi đoán kiểu gì cũng có biến xảy ra. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm chạp đi lại. Mẹ với chị Phương tới chơi hả? Bà Phương nhìn tôi, khẽ cười mai mỉa một cái. Ủa, Duyên, giờ mới dậy hả con? Dạ. Em ăn ở sướng quá ha, không bù cho chị, sáng phải dậy sớm để chuẩn bị cơm nước cho chồng con. Tôi biết thừa bà Phương đang cố tình nói vậy để kích thích sự tức giận trong lòng mẹ chồng tôi. Chứ người như bà Phương, bà ấy thích làm cái gì thì làm, thích chơi thì chơi, chứ ai quản được bà. Mẹ chồng nghe bà Phương nói vậy thì mặt lại càng sầm xì. Chị nhìn xem mặt trời đã lên đến đỉnh đầu chưa mà giờ mới dậy. Làm dâu nhà này đúng là sướng thiệt đó. Thích làm cái gì thì làm, thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, lại không phải nấu ăn nấu nướng gì hết. Dạ, con xin lỗi mẹ, con sẽ rút kinh nghiệm. Tôi không biết trước đây chị ra làm sao, ba mẹ chị dạy thế nào, nhưng bây giờ chị lừa được cái thằng Lâm để về làm dâu cái nhà này, thì chị cũng phải theo cái phép nhà này. Không có cái chuyện chồng vất vả dậy sớm, kiếm tiền, còn vợ ngủ sáng bảnh mắt ra chưa có dậy đâu. Tôi biết bà ghét mình sẵn rồi, nên bà nói gì cũng dân dạ cho qua chuyện, để bà không có cớ bắt bẻ mình. Tôi gật đầu. Dạ. Bà Phương nhìn tôi cười đầy đắc ý, rồi chị ta còn quay sang nói với mẹ chồng thêm một câu. Mà kể ra chắc số của em Duyên sướng sẵn rồi thím Ngân ha, con nhà nông mà cứ làm như mình con nhà giàu đó. Lúc đó tôi điên cái bà chị này lắm rồi, bộ chị ta không nói là sợ miệng mọc da non hay sao, mà cái tính tôi trước bây giờ cũng thuộc cái dạng nóng tính, nhưng nghĩ lại lời mẹ dặn hôm trước nên đành cố nhịn mà đáp một câu. Dạ, em không có nhận mình sướng, nhưng em thấy may mắn vì được làm con của ba mẹ em. Chị ta nghe tôi nói vậy liền bĩm môi nói một câu nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Sợ ơi, vô phúc mới đầu thai làm con nhà nghèo, may mắn cái quái gì. Tôi vừa định lên tiếng nói thì Lâm từ ngoài cửa bước vô, trên tay anh còn xách theo mấy túi đồ và bịch trái cây tươi. Nhìn thấy mẹ anh và bà Phương khiến anh cũng rất ngạc nhiên. Ủa, mẹ và chị Phương sao tự nhiên đến nhà con làm gì? Bà liếc mắt nhìn món đồ trên tay của anh, nhíu mày. Con đi chợ đó hả? Con đi công việc, tiện đường mua ít đồ cho Duyên. Nó không có chân có tay tự đi mua sao? Mẹ! Bà thở dài không nói nữa. Bà Phương thấy vậy cười tươi bào chữa. À, chị dẫn thím Ngân đi shopping, tiện đường đi ghé qua vào chơi với em Duyên một lúc. Ai ngờ đợi em ngủ dậy cũng phải mất một lúc lâu. Dạ, nhà em đang mang bầu nên ngủ được là em mừng đó chị à. Lâm nói vậy nên chị ta cứng họng không nói được gì nữa. Chị biết gượng gạo gật đầu. À đúng rồi, bầu bì phải ngủ được là tốt lắm. Ngày xưa chị bầu bé Bông đêm toàn là bị mất ngủ. Dạ. À chú Lâm, cái việc mà chị nói với chú hôm trước đó, chú xem xét giúp chị chưa? Chồng chị đã ngu, còn làm biếng tìm hiểu, nên bị người ta lừa đầu tư vào khu đất không có giá trị. Vấn đề này em chịu thôi. Nghe Lâm nói thẳng mặt, mà tôi buồn cười đến nỗi muốn cười thành tiếng, nhưng không dám, đành nín nhịn. Chị ta nghe xong, mặt ngẩn tò te. Chú không có cố gắng giúp anh chị được sao? Nếu không cái vụ này cũng phải mất vài chục tỷ. Không phải em không có muốn giúp, mà không thể giúp được. Thôi thì... sau cái lần này cho chồng chị mở mang đầu óc thêm. Mà chị cũng bỏ cái thói đi tìm cách sửa chữa lỗi lầm cho anh ta đi. Ừ, chị biết rồi. Nói thêm vài câu nữa thì mẹ chồng tôi cùng chị ta ra về. Mãi sau này tôi mới biết, thực ra không phải là Lâm không có cách giúp, chỉ là anh tức vợ chồng chị ta đặt điều cho tôi nên không thèm giúp. Biết được chuyện đó tôi càng cảm thấy mình may mắn khi được làm vợ anh, có anh bên cạnh như là có cả thế giới trong tầm tay. Buổi chiều, Lâm đi ký hợp đồng với đối tác. Không có việc gì làm nên tôi đón xe đến siêu thị mua ít đồ. Vừa bước chân ra khỏi siêu thị thì bất ngờ tôi gặp Việt. Vừa thấy tôi, anh ta chặn lại trước mặt. Duyên, sao anh nhắn tin em không trả lời? Nhìn Việt,
Đúng là mấy hôm trước anh ta có nhắn tin xin lỗi tôi, nhưng mà tôi đọc xong vội vàng chặn nick Facebook của anh ta luôn. Bây giờ nhắc đến cái tên anh ta đã ghét lắm rồi, chứ đừng có nói là nói chuyện. Tôi thẳng thắn. Anh chửi tôi, sỉ nhục tôi chán rồi nhắn tin xin lỗi là coi như xong chuyện. Anh mơ giữa ban ngày hả? Duyên à, anh xin lỗi em, nể tình cũ em tha thứ cho anh được không? Tránh ra cho tôi đi. Tôi bước một bước, Diệt lại chặn một bước. Cuối cùng điên quá tôi quát lên. Anh bị thần kinh hả? Tránh ra cho khuất mắt tôi đi. Tôi cứ tưởng bị chửi vậy, Diệt sẽ vì sĩ diện đàn ông mà nói tôi vài câu rồi bước đi. Nhưng lần này anh ta mặt dài hơn tôi tưởng. Nắm cổ tay tôi lại, giọng nói vẫn rất dịu dàng trước sau như một. Thôi, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Em cũng cho anh gửi lời xin lỗi tới chồng của em được không? Nhùng nhằn với Diệt một hồi thì tôi mới biết hóa ra tên Diệt đang rất cần ký hợp đồng với công ty của tôi. Nếu thành công trong hợp đồng này thì anh ta có thể từ chức trưởng phòng lên chức phó giám đốc chi nhánh. Nói sao hôm nay anh ta lại tử tế vậy? Tôi dõng dạc. Tôi không có giúp gì được cho anh đâu. Chồng tôi anh ấy rất công tâm. Nếu như dự án bên anh có tiềm năng thì chắc chắn anh ấy sẽ ký. Còn anh ấy không ký là do năng lực của anh có hạn. Không, anh thấy dự án bên anh rất ok, chỉ là do chồng em có khúc mắc với anh nên mới từ chối thôi. Vậy thì tôn trọng quyết định của chồng mình, tôi tin tưởng sự lựa chọn của anh ấy là đúng. Còn bây giờ, làm phiền anh buông tay tôi ra, nếu như anh cố chấp tôi hét lên bây giờ đó. Tình Diệt nghe vậy, sắc mặt có chút không vui, rồi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Cuối cùng anh ta cũng chịu buông tay tôi ra. Tôi đón xe về nhà. Hôm nay tôi muốn tự tay vào bếp nấu cho anh vài món. Tôi hỏi cô giúp việc. Cô ơi, bình thường anh Lâm thích ăn những món gì? Cô giúp việc dừng lại suy nghĩ vài giây rồi đáp. Dạ, cậu Lâm á hả? Tôi cũng không rõ cậu thích ăn cái gì. Vì bình thường cậu ít khi ăn cơm ở nhà. Hơn nữa tôi nấu món nào thấy cậu cũng ăn được. Tôi gật đầu nhìn cô giúp việc rồi kêu cô về sớm. Cơm tối nay để tôi nấu. Cô giúp việc ngần ngại không dám về. Tôi phải nói khéo mãi cô mới cười tươi. Dạ, vậy tôi cảm ơn cô nghe. Dạ, không có gì đâu cô à. Nấu cơm gần xong thì Lâm về. Anh thấy tôi đứng xào nấu liền cau mày. Cô qua đâu mà để cô vào bếp vậy? À, tôi kêu cổ về rồi. Cơm tối hôm nay tôi nấu. Cô biết nấu cơm à? Biết nấu mấy món tầm bậy thôi. Có ăn như cám heo không đó? Quay qua lườm Lâm một cái, anh khẽ cười. Sau đó tôi giục anh đi tắm còn xuống ăn cơm. Lúc sau Lâm xuống, tôi đã dọn cơm xong. Tôi không biết Lâm thích ăn cái gì nên hôm nay nấu toàn là mấy cái món tủ của mình. Anh nhìn mâm cơm gọn gàng và trang trí cũng đẹp mắt. Cô tự nấu thiệt đó hả? Anh ăn thử đi có ngon không? Anh gật đầu, cầm đũa lên gắp một miếng cá chua ngọt. Tôi thì chăm chú nhìn biểu hiện của anh. Nhưng quái lạ, anh không có biểu hiện gì trên mặt. Một lát sau anh nói. Cũng được đó. Được thì anh phải ăn nhiều đi. Dạo này tôi thấy anh làm việc hơi nhiều. Cô có ăn nhiều vô nghe, ăn cả phần có con nữa. Mỉm cười, gật đầu. Ăn cơm xong, chúng tôi chia ra mỗi người một việc. Anh cho chén vào máy rửa, tôi lau dọn bàn. Đây là lần thứ hai cùng nhau làm việc này, nhưng vẫn còn rất ngượng. Sau khi dọn xong, Lâm định lên phòng làm việc thì bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ anh gọi tới. Tôi không biết bà đã nói cái gì với anh, nhưng yêu cầu chúng tôi đến ngay vì có việc quan trọng. Lúc chúng tôi bước đến cửa nhà thì thấy ông bà đã ngồi ghế sofa. Bà vừa nhìn thấy chúng tôi đã nói lớn. Vô đây, lẹ lên. Mẹ, làm gì mà bắt tụi con tới gấp vậy? Hai anh chị cứ ngồi xuống đó đi, rồi tôi nói. Hai vợ chồng ngồi đối diện ông bà. Và rồi bất ngờ bà lôi cái điện thoại có hình ảnh Diệt nắm tay tôi lúc chiều ở trước cổng siêu thị đặt xuống bàn. Đó, cha con ông coi đi. Tôi đã nói rồi, nhìn cái tướng con này nó không có ra cái gì đâu. Thuộc loại gái lẳng lơ. Cha con ông binh cho cố rồi sáng mắt ra chưa? Cái ngữ đàn bà có chồng rồi mà còn ngang nhiên nắm tay trai giữa nơi đông người. Nếu không may để phóng viên nó thấy được thì nó bêu ríu cho cả cái gia đình này. Chắc là đẹp mặt lắm đó. Tự nhiên tôi thấy cả người mình lạnh buốt. Tôi vội vàng lên tiếng giải thích.
Không phải đâu mẹ, không có như những gì mẹ thấy đâu. Bằng chứng rõ ràng trước mắt mà chị còn cố cãi nữa hả? Chị tưởng gia đình của tôi mắt mù hết rồi hay sao? Mẹ chồng tôi vừa dứt thì Lâm lên tiếng. Mẹ, có cái gì thì bình tĩnh nói. Phải đó, chưa cái gì bà đã sồn sồn lên vậy rồi. Có cái gì để con nó nói cái đã, biết đâu chị là hiểu lầm. Với lại trong ảnh là cái thằng kia nắm cổ tay con Duyên ấy chứ, con Duyên có nắm tay nó đâu. Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn Lâm và ba anh, thấy hai người lên tiếng nói đỡ cho tôi, nên hình như bà ta lại càng tức hơn, giọng rít lên. Hai người tới bây giờ vẫn còn cứ cố mà binh cho nó, rồi có ngày đi nuôi con nuôi cháu nhà người ta đó. Cha con ông có biết người trong ảnh là ai không? Là người yêu con Duyên, hai đứa nó yêu nhau 7 năm rồi đó. Tôi không biết vì sao bà lại biết chuyện tôi và Việt từng yêu nhau. Tôi cũng không biết ai đã gửi cho bà tấm hình này. Nhưng dù gì là ai đi nữa thì cũng không có mục đích tốt đẹp gì. Và chắc chắn tôi đã đang bị theo dõi. Tôi nhìn bà bình tĩnh lên tiếng. Thưa mẹ, đúng là người trong ảnh là người yêu cũ của con. Nhưng con và anh ta đã kết thúc tất cả rồi. Tuyệt đối sẽ không có chuyện như mẹ nói. Hôm nay con gặp anh ta cũng vì là tình cờ. Lúc đó con đi siêu thị về mà thôi. Chị câm miệng lại đi. Chị tưởng nói suông vậy là được hả? Ai làm chứng cho chị? Con làm chứng cho vợ con. Lâm bỗng dưng lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào mắt bà với ánh mắt rất là kiên định. Rồi anh dõng dạc. Nếu như hôm nay mẹ gọi vợ chồng con đến đây vì một công việc dớ dẫn này thì con nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Con xin phép ba mẹ, con đưa vợ con về nghỉ ngơi. Lâm nói đến đây thì bà mẹ chồng dường như tức quá không chịu nổi. Lâm, mẹ đang bảo vệ anh mà anh lại nỡ lòng đạp đổ tấm lòng của mẹ vậy hả? Hôm nay nếu không nói cho rõ chuyện này thì không có được đi đâu hết. Mẹ à, vợ con cũng giải thích rõ ràng như vậy rồi. Mẹ không tin thì chịu thôi. Với lại mẹ đừng có nghe người ta nói lung tung nữa. Duyên không phải là người như vậy đâu. Không phải người như vậy mà nó lừa mày lên giường rồi chữa ảnh ra đó. Không ai lừa con cả. Chúng con đến với nhau là tự nguyện. Sao anh cứ khăng khăng binh nói vậy? Nó yêu thằng kia 7 năm, chia tay chưa được bao lâu thì đã quen anh. Loại phụ nữ như vậy, thử hỏi có đáng tin cậy không? Vậy tại sao mẹ có nhất quyết không có tin cô ấy? Mẹ ở cùng với vợ con hay sao mà biết rõ vậy? Mẹ chồng lộ rõ cái sự kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc không kém. Tôi không nghĩ anh lại bảo vệ tôi mà nhất quyết cãi lại bà như vậy. Bà tức giận ôm ngực. Trời ơi! Tôi nuôi nó bao năm, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho nó. Vậy mà bây giờ, nó vì một người ngoài mà coi tôi không có ra cái gì. Mẹ à, Duyên không phải người ngoài. Cô ấy là vợ con, là con dâu của mẹ, là người trong gia đình mình. Nghe xong, tôi liếc mắt quay sang nhìn anh. Khi nghe từng lời bà nói, tôi cảm thấy đau ngực kinh khủng. Giống như có một tảng đá thật lớn đè nặng lên ngực tôi. Nhưng mà khi nghe những lời anh nói, tảng đá đó cũng biến mất. Trong tim tôi cơ hồ có một dòng ấm chảy qua. Lúc này ba chồng của tôi cũng lên tiếng. Thôi, Lâm đưa Duyên về nghỉ ngơi đi con. Dạ. Nói xong anh kéo tay tôi đứng dậy. Cúi đầu chào ông bà rồi bước đi cùng với anh. Trên đường về tôi cứ tưởng ít nhất anh sẽ hỏi chuyện tôi gặp Việt là thế nào. Nhưng không ngờ anh lại chỉ an ủi. Đừng có quá quan tâm những gì mẹ nói. Tính mẹ là như vậy đó, khi nóng thì nóng thiệt, nhưng mà sẽ sớm nguội thôi. Với lại mẹ cũng không có để bụng cái chuyện gì quá lâu được đâu. Mẹ cũng chỉ vì lo cho tôi nên mới hỏi những lời khó nghe như vậy đó. Tôi biết mà, mẹ ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt gì tôi. Bây giờ xem được bức ảnh kia, mẹ bực là cái chuyện đương nhiên. Chỉ là tôi thắc mắc không biết ai đã gửi cho mẹ tấm ảnh đó. Cô nghĩ còn ai vào đây nữa? Ý của anh là... Lâm khẽ cười rồi nói. Tôi không hiểu tại sao cô lại làm luật sư được nữa. Ngày xưa đi thi có gian lận không đó? Này ngang, tôi thắng kiện hơi nhiều rồi đó. Vậy mà cái chuyện của mình giải quyết không có được. Cô nghĩ bây giờ ai đang ghét cô nhất? Tôi dừng lại suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Nếu trong dòng họ thì tôi nghĩ chỉ có bà Phương đang ghét tôi nhất thôi. Nói xong thì Lâm không nói gì nữa. Lúc về gần đến nhà anh mới hỏi. Muốn ăn cái gì không? Thôi, tôi không muốn ăn. Đêm đó tôi trằn trọc suy nghĩ. Nói đúng hơn là trong lòng cứ cảm thấy bất an. Mặc dù Lâm luôn bảo vệ tôi, nhưng mà mối quan hệ của tôi và mẹ chồng ngày càng xấu, nên tôi không thể không suy nghĩ được.
Trong lúc tôi đang nằm nghỉ ngợi, thì bất ngờ Lâm lên tiếng. Ngủ chưa? Rồi. Ngủ rồi mà miệng vẫn nói như vẹt vậy hả? Quay sang nhìn anh, tự nhiên cảm xúc dâng trào, khiến sống mũi của tôi bắt đầu cay xè. Lâm nói tiếp. Ngủ đi, nằm gần vào đây tôi ôm cô ngủ. Ngày hôm sau tôi dậy sớm đi làm như thường lệ. Từ lúc Lâm ôm tôi ngủ thì tôi thấy ngủ ngon lắm. Đó cũng là đêm đầu tiên anh chủ động ôm tôi. Càng ngày tôi càng thấy anh quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi không biết anh quan tâm mình thật hay chỉ vì đứa bé trong bụng. Nhưng mà tôi cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng ngắn lại. Bụng của tôi bây giờ cũng đã to hơn một chút. Ngày trước tôi có thể ngồi suốt một buổi sáng không có rời bàn làm việc cũng được. Nhưng bây giờ, ngồi được một lúc lại phải đứng dậy đi lại cho đỡ mỏi lưng. Khi tôi vừa mới bước về phía cuối hành lang, thì thấy Linh đang đứng nghe điện thoại. Mới đầu tôi cũng không có ý định nghe lén, nhưng mà vừa xoay người quay lại, thì tôi nghe thấy con Linh nó nói lớn. Dạ, bác cứ yên tâm, cháu sẽ để ý chị Duyên thật kỹ, có tin tức gì cháu nhất định sẽ báo lại cho bác. Tôi giật mình sững sờ, dừng chân ngay. Quay đầu, thấy vẻ mặt của Linh đang rất vui vẻ khi nói chuyện với ai đó. Tôi không nghe rõ cái giọng nói kia, nhưng trong đầu mường tượng đó là mẹ chồng mình. Thậm chí con Linh nó còn nói rõ tên tôi ra. Làm cho tự nhiên tôi lại nghĩ về bức hình kia. Một linh cảm trỗi dậy mách bảo rằng chính con Linh là người gửi bức hình đó cho mẹ chồng tôi. Nhưng mà tôi chưa dám chắc. Biết đâu cũng có thể đó là chỉ cảm nhận của tôi mà thôi. Con Linh nó kết thúc cuộc điện thoại, vừa xoay người bước đi đã gặp tôi trước mặt, làm cho nụ cười trên khóe môi cô ta lập tức dục tắt. Cô ta ngập ngừng. Ủa, chị Duyên, chị đi đâu ra đây? Chị ra cuối hành lang hóng gió một chút thôi. Dạ, vậy chị đến lâu chưa? Vừa mới bước tới đây nè em. Linh nghe tôi nói thì liền nở nụ cười có chút thở phào nhẹ nhõm. Dạ, vậy chị hóng gió đi, em vô làm việc. Bầu trời hôm nay đẹp quá chị ha. Ừ, em à. Trưa đó Lâm đi ăn với đối tác nên tôi đi ăn cùng với Trang. Trong lòng có khúc mắc nên tôi ăn gì cũng cảm thấy không ngon. Cuối cùng không chịu nổi, tôi tâm sự cái chuyện hôm nọ cho nó nghe. Sau khi nó nghe xong, thái độ lập tức trở nên bực bội, nó còn đập bàn. Nghe mày nói thì tao dám chắc con Ngũ Linh cái mặt trơ trắng bóng kia rồi. Mày cũng biết, trước khi sếp lấy mày thì nó thích sếp bỏ mẹ ra còn gì. Tao còn đoán như vậy đó, nhưng mà chưa có bằng chứng nên chưa có dám chắc chắn. Tao thì khẳng định luôn rồi đó. Còn bà nó làm thư ký thì lo việc của mình đi. Liên quan đích gì mà đòi theo dõi vợ của sếp rồi mách lẻo với mẹ sếp. Nghĩ mà muốn chửi chết mẹ nó ghê luôn vậy đó. Thôi, nó đang là thư ký của ông Lâm. Mình lại chưa có bằng chứng nên chưa thể làm gì được nó đâu. Bây giờ nói ra thì ai tin mình. Ngược lại làm xấu mặt mình nữa. Để từ từ ta theo dõi nó thêm xem sao. Mà mày cũng phải cứng lên nó nghe. Bây giờ làm vợ sếp rồi. Sợ đích gì cha con thằng nào. Cứ hiền cho nó rồi có ngày nó leo lên đầu nó ngồi đó. Tao biết rồi mà. Thôi ăn cơm đi rồi còn vô làm việc nữa. Ừ. Bậu bị cố ăn nhiều nhiều vô chút nghe. Ăn cơm trưa xong thì tôi quay về phòng làm việc. Vừa bước vào chưa được bao lâu thì Lâm từ ngoài bước vô, anh hỏi. Ăn chưa? Tôi ăn rồi. Nói xong, Lâm đặt lên bàn một túi gà KFC rồi nói tôi. Gà mà quán cô thích ăn đó, ăn đi. Ủa, đi ký hợp đồng với đối tác còn mua gà cho tôi nữa. Tôi hí hửng hỏi Lâm, ai ngờ anh trả lời. Không, ai rảnh đâu mà mua cho cô, mua cho con trai tôi đó. Tôi nghịch cái mặt ra nhìn Lâm. Anh khẽ cười rồi xoay người rời khỏi phòng. Trước khi đi còn dặn tôi. Ăn ít đường ớt thôi đó. Tôi biết rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Cưới Chạy Bầu, tác giả Trang Bưu Mi. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều
và chúc quý vị có nhiều sức khỏe và vui vẻ bên cạnh người thân và gia đình.